Chinsu cây gấp đôi mới. Toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn điện máy Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay, đố em đây là màu gì? Đây là hồng. Bộ hồng này rất là hồng đàn ông nha, hồng đàn ông nha. Hồng đàn ông mà. Tại vì có những bộ hồng mà nó lòe đó là của phụ nữ. Dạ. Xin khẳng định với quý vị đây là hồng đàn ông. Dạ, vậy đi anh. Thưa quý vị, là mỗi lần đi quay với Harry Won là Trường Giang phải tìm những bộ đồ, may những bộ đồ nó gần với cái màu của Harry Won. Nhưng sau khi Harry Won đưa cái màu này ra thì không có bộ vest nào màu này hết trơn quý vị. Rất là khó cho tôi. Đúng không? Đâu có bộ vest nào mà cái màu này màu gì em? Màu vàng đồng. Có bộ vest là màu vàng đồng không quý vị? Chỉ có một người có mà Trường Giang mặc không vừa thì không mượn được thôi, đó là anh Long Nhật. Rất là nhiều màu vest, nhưng mà tại vì mặc không vừa nên không mượn được. Cho nên hôm nay quyết định là mặc bộ này cho nó pastel tí, đúng không? Dạ, nhưng mà nói chung là em thấy cũng vô anh ơi. Cũng vô, rất vô. Nhưng mà hồng này là hường. Hường. Thường. Thường. Là hồng đàn ông. Dạ. Lát nữa có hồng gái. À vậy hả anh? Đúng vậy. Ok, lát em sẽ để em xem coi là hồng gái thì nó như thế nào. Hồng gái. Dạ. Kính thưa quý vị, đội A đó là Sĩ Thanh, Trương Mỹ Nhân và Linh Ly. Xin mời. À, thì ra là đây. Đây là hồng gái nè. Bên kia cũng là hồng gái nè. Riêng về đội này thưa quý vị là đang mặc đồ rất là đẹp. Hồng và trắng. Những màu nó tao nhã, nó nhẹ nhàng và nó đẹp. Đội này là đẹp nha. Đội đẹp. Đội đẹp nha. Cao đẹp. Tự nhiên cao cái anh nhìn em làm sao á? Làm sao á? Đó là do em nhạy cảm đó. Không phải, em phải đứng nép qua đây để mà hợp. Đáng lẽ em phải đổi qua anh. Anh em mình là hợp đó. Thế chị Harry qua đây rồi. À đúng rồi đó, em qua đây là chị Harry rồi. Qua đây rồi. Ê, rồi đó. Hôm nay hai người đó làm MC. Ok. À, màu hồng, hồng trao hồng gái. Đúng hợp, đúng hợp, đúng hợp. Dạ. Rồi, tạm thời mình đứng dậy đi ha. Tạm thời đứng dậy đi. Dạ. Linh Ly, sao hôm nay bản lẻn vậy? Chắc có lẽ là tại mọi lần em cũng nói hơi nhiều. Thì hôm nay em sẽ nhẹ nhàng hơn một chút ạ. Không em, đi chơi game show là phải nói em. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Linh Ly đến chơi với mọi người đây ạ. Trời đất ơi, giống như công tắc điện á. Bấm cái là phát nhạc, bấm cái là phát nhạc. Công nghệ. Công nghệ. Không, nhưng mà thực sự là tại vì là em cũng sợ ấy. Tại vì mỗi lần em phát ra tiếng nói ấy là em thấy là kiểu cũng nhiều bạn bình luận mà cái giọng hơi kỳ kỳ nên em nhiều khi em cũng hơi bị ngại nói. Ồ kỳ đâu ạ? Không có gì đâu, không có gì ngại đâu. À thì đấy chắc là do cái cảm giác của em ấy. Cảm giác của em thôi chứ chị thì xưa giờ chị nghe ai cũng nói chị giọng đớt không mà có sao đâu. Ai đớt? Em. Em đâu phải là đớt, em là lơ lớ. Còn em là dạng như là em là bị lớ là tại vì em người nước ngoài. Còn trên showbiz có một người game đớt thôi, đó chính là Lê Dương Bảo Lâm. À. Đúng không? Đúng không? Em thôi. Rồi, à. Chứ cái giọng em ở Việt Nam thì kiếm người thứ hai đâu có. Hay, giọng hay quá trời. Cảm ơn anh, trời ơi. Chị Thanh ha. Giờ này sinh ra đấy. Dạ, càng ngày càng xinh. Cảm ơn chị. Công việc hồi hổm này sao rồi? Có hạt nhạc gì mới không? À, năm sau ạ. Dự án năm nay sẽ lùi lại năm sau cho nó hợp lý hơn về thời gian. Dạ. Rồi về chuyện tình cảm như thế nào rồi? Ủa, cái gì vậy? Ủa anh nói lại thì em không nghe rõ. Chuyện tình cảm của em như nào rồi? Cái chuyện tình cảm rồi? Bây giờ thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Anh chưa biết gì cả luôn á. Anh đừng có chọc em. Hồi nãy anh đứng ở dưới sân khấu anh nói là anh ơi lên sân khấu đừng có nhắc cái gì tới chuyện tình cảm của em hết. Bây giờ là y chang luôn, em biết anh mà. Anh đang nói là tình cảm gia đình á. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Trời, lại một cái cú lật ngừa. Ok, tình gia đình của em rất ổn.
gia đình vẫn luôn là nơi để chúng ta trở về. À Trương Mỹ Nhân. Dạ. Tình hình như thế nào? Tình hình rất căng thẳng. Sao vậy? Tại vì đây là lần đầu tiên em tham gia Nhanh Như Chớp và em cảm thấy giống như là đang đi thi tốt nghiệp vậy. Em run từ ở ngoài kia tới vô trong đây. Ý em nói Hadi Won là bà giám thị á hả? Dạ, còn anh là... ông bảo vệ. Nói vui thôi chứ em đừng có căng thẳng. Dạ. Vì lên đây thế nào cũng căng thẳng à. Không à, ở nhà em cũng có xem chương trình này, em rất là thích chương trình này. Nhưng mà em xem không trả lời được câu nào hết trơn. Giỏi vậy. Dạ, em biết lượng sức mình. Cho nên là em nói trước cho mọi tình người. Tình đi, hôm nay bộ câu hỏi rất dễ dành cho em. Dạ, em cảm ơn, hy vọng là vậy. Do mình bị cái thời gian thôi. Chơi mình bỏ thời gian qua bên đi. Mình đừng nghĩ tới nó. Khi mình nghĩ tới nó là hết giờ. Là khoảng cho em một tiếng em suy nghĩ thì được đúng không? Đi về luôn cơ. Bé này thiệt tình. Thì anh nói bỏ thời gian đi. Rồi, mời tất cả vào vị trí A. Là vị trí nhiều đội thắng. Rồi, chúng ta mời đội tiếp theo nào. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo sẽ là Thùy Trang, Dương Thanh Vàng và Ngọc Phước. Xin mời. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép đội của tụi em, những người cao có cao, đẹp có đẹp và gái cũng rất là gái, được gửi lời chào nồng nhiệt đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Ủa là mình bắt đầu là mình hẹn với nhau á hả? Dạ. Màu sắc mình có hẹn với nhau hả? Dạ không có hẹn luôn ạ. Ủa? Em thành thật tí đi em, 12 giờ đêm nhắn là em cần set này nên là em phải lục đồ lên em mặc cho vừa. Vậy thì có rồi. Đâu có ngẫu nhiên mà đẹp vậy. Đúng rồi, black and white, đúng không? Ủa, đẹp hả? Cảm ơn anh dạ. Cảm ơn anh dạ. Đồ đẹp thôi em. Cái đẹp là đẹp bên đây nè. Chị, em cũng đẹp mà. Không, phải nói là đồng điệu về màu sắc thì hợp lý hơn. Dạ. Chứ đẹp thì nó hơi xa xỉ tí. Hơi xa xỉ anh Giang. Anh nói gì? Chẳng khác nào anh chê Ngọc Phước như bạn đồ của thợ điện đi làm chương trình. Em nói nghe, chứ chắc không có nói gì. Đúng á. Rồi, Phước, hôm nay tình hình sao rồi? Dạ, em vẫn là một nữ doanh nghiệp trẻ. Em ơi, nữ doanh nhân. Nữ doanh nhân trẻ. Bán gì vậy? Dạ, bán đồ sida anh. Bán đồ second hand đó hả? Dạ. Thiệt đó hả? Dạ. Em mở shop rồi đó anh. Mà đang ở trên đà phá sản thôi. Ngọc Phước bây hiện tại có 18 cái Facebook ảo để đi comment dạo để bán hàng online thôi á. Ê, đừng giỡn nha, mấy cái đồ mình second hand là rất là đẹp nha. Cái đó mình biết lựa, biết chọn đồ phối là đẹp lắm á. Em xây nhà rồi đó anh. Em xây nhà rồi đó. Xây nhà gì? Xây nhà ở luôn rồi đó. Tức là người ta bán cái đó, người ta xây được biệt thự rồi đó. Bán đồ second hand hả? Mà đã mua được nhà rồi hả? Giỏi vậy thiệt á hả? Giỡn á. Bé này. Còn Trang sao? À, mọi thứ vẫn bình thường ạ, không có gì đổi mới. Hình như em cũng cũng vẫn vậy. Ôi, cuộc sống thật là nhàm chán. Phải có đổi thay, phải có phát triển. Có thăng trầm vô không anh? Có yêu, rồi có chia tay, rồi có khóc lóc, có quằn quại được không anh? Đừng nói yêu chia tay nữa, bỏ đi. Thôi, mời tất cả vào vị trí B. Đây, vị trí bên đây. Thôi em được rồi, em quen mặt quá rồi. Em quen mặt sống như hình rồi, nói chuyện gì nữa. Bây giờ nè, đội thắng sẽ có một tấm vé vào vòng trong, đó điều chắc chắn, và bước vào vòng đặc biệt tối đêm nay để mang về 60 triệu đồng. Wow. Còn đồ của mình thì có. Anh sao anh chỉ vào đây anh? Anh nhìn thấy là thua rồi. Sao vậy anh? Sao vậy anh? Anh Giang. Hỏi người quảo rồi kìa anh. Hồi nãy mới vô nói là đội A là đội hay thắng, là tụi em đã ghim ở ngoài rồi. Vô đây bây giờ đội mình mà thua thì làm về. Ủa anh Giang? Rồi, 60 triệu anh hướng vào bên kia. Đội thắng sẽ có thêm tiền thưởng là 18 triệu đồng. Đội không thắng là 12 triệu đồng tiền thưởng nha. Lượt đầu tiên hãy cử ra một người. Đầu xuôi đuôi lọt nha. Quan trọng lên lắm đi em. Rồi cho người mới đi. Cho người mới hả? Chưa Mỹ Nhân lên nào. Ôi mẹ ơi. Lên đi em. Chưa anh lại lên. Em không bước lên được nữa rồi. Hai người mới đúng không? Ôi mẹ ơi. Cả hai đều mới. Em rung quá à. Đều bất ngờ với chương trình. Thì mà run thế. Bà run hơn mà đi lấy chồng nữa trời. Rồi quánh tôi xin nào. 3, 2, 1, go. Hay quá Phước ơi. Lên trước hay lên sau? Lên sau hả? Lên sau đi. Lên sau ạ. Rồi xin mời. Lên sau mới là áp lực nữa. Mời. Hãy
Phước thân mến. Dạ. Đây là lần đầu tiên tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. Dạ. Đã từng xem chương trình chưa? Dạ rồi. Mà em, nếu mà em thi là em cũng trời sụp vậy đó. Trời sụp. Dạ. Mà em thấy cái đàm mà em sụp nhiều hơn là em trời. Không, sụp tới đây cũng hết sụp rồi. Dạ. Hồi xưa đó mà mình đi học á, giỏi nhất là môn gì? Dạ em giỏi môn Anh Văn. Wow. À. Wow. Anh Văn. Sổ liền Anh Văn. How do you feel now? Nervous. Yes. Yeah. Hello Mary, hello David. Hi Peter. Hi Peter, đúng rồi. You did that, mấy cái unit hồi xưa đó nha. Yeah. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you, bye. Đừng hỏi từ trả lời đó. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút dành cho Ngọc Phước. Bắt đầu. Cái gì không giữ nghĩa là phá bỏ? Kỷ lục. Không, chính xác. Tại sao cái gì kỷ lục? Không giữ? Dạ, em thấy cái phá bỏ, em nhớ tới kỷ lục, phá bỏ kỷ lục. Cái gì không giữ nghĩa là phá bỏ? Đó chính là lời hứa. Lời hứa. Trời ơi, khó quá. Khó quá. Chết rồi, ngay câu đầu tiên khó nè. Khó chứ anh. Khó. Câu hỏi thăm sâu quá. Rồi, câu đầu tiên mà Phước ơi. Lý do em không nên lên lượt đầu tiên. Tỉnh táo kệ nó, bỏ qua không sao hết. Câu xui đuôi lọt, làm lại từ đầu. Cái này dễ nè. Rồi. Nó có tận 3 lỗ chui ra nhưng chỉ có 1 lỗ chui vào, nó là gì? 3 lỗ chui ra, 1 lỗ chui vào. Quá dễ. Khó. Dễ. Nếu cảm giác khó quá cho qua. À, dạ con con mắt. Không, chính xác. Cái gì có 3 lỗ? Anh kia gì? Lỗ gì đó đúng không? 3 lỗ chui ra. Ôi ơi. Thâm sâu quá. Ông thôi. Thí dụ mà em mặc áo ống thì sao? Áo ống thì sao? Áo ống có con lỗ rồi chị. Đúng. Áo ống thì mình sẽ đố khác. Hồ gì bồng bềnh trôi dạt giữa trời? Dạ hồ Mây. Lên. Hay vậy. Em mà lên em chịu. Câu gì rồi quá dễ luôn á. Ngọc Phước bắt đầu chơi rồi anh. Tới đây cái xuống lại nè. Nãy bé nói trước mặt em cầu là em sụp liền hả? 100 tấm ván, 1 vạn thằng quân. Thằng nào cởi trần thì lăn xuống hố. Thằng nào đóng khố thì ở trên bờ. Là đang làm gì? 100 tấm ván, 1 vạn thằng quân. 1 vạn thằng quân. Thằng nào cởi trần thì lăn xuống hố. Thằng nào đóng khố thì ở trên bờ. Trời ơi. Chúng ta làm điều này để có cái... lắc gạo, giả gạo, rây gạo, sàn gạo. Lên. Hay quá Phước ơi. Được không? Anh tự hào vậy em. Cái nia được đan bằng tre thì ví von là 100 tấm ván. Hàng vạn thằng quân là có gạo đã bung vỏ rồi. Có gạo chưa bung gọi là lúa. Thì chúng ta sàn ra. Chưa? Đóng khố tức là có cái vỏ ở ngoài đó. Hai câu này chắc khó với Mỹ Nhân. Câu này em có trả lời được không? Không. Câu nào cũng khó với Mỹ Nhân hết á. Trời. Bé nó mong manh lắm. Quê ở đâu? Dạ Vũng Tàu. Quê ở đâu cũng trả lời được câu này hết. Cái gì uống nước vô là ho và phun nước? Cá sặc. Lên. Trời ơi. Cá ho. Ho phun nước là gì? Là mình sặc thôi, là cá sặc. Câu này dễ luôn. Câu này chúng tôi đã khảo sát trên 100 em học sinh lớp 3 thì em nào cũng trả lời được hết. Tự nhiên em áp lực ngang vậy trời. Thì hồi xưa mình có đi học mà. Điền vào chỗ trống. Ăn kỹ no lâu. Cày sâu chấm chấm. Dạ cày sâu cú bẩm. Phải không? Có suy nghĩ kỹ khoan, chưa? Cái đó em giỡn. Cái câu đó là kiểu nháp thôi anh. Em chưa có chốt. Ví dụ mình mua hàng xong mình chốt đơn. Sao nhiều người giỡn chương trình quá. Cày sâu. Cày sâu cuốc. Cày sâu đồng cuốc gì nữa? Cày sâu cuốc. Đại đi. Thôi bẩm đi. Không, chính xác. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa. Cày sâu tốt lúa. Cái này dễ nè. Vậy mà nói lớp 3 biết hả? Em nghĩ lớp 3 nó không học đúng này rồi. Đâu anh Giang ơi. Bậy bạ. Hồi xưa anh đi học lớp 1 đã học đây rồi. Lớp 1 em đọc chữ còn chưa chạy nữa. Anh sao vậy anh Giang? Thiệt mà. Hồi xưa em nhớ là cày sâu cuốc bẩm mà nhỉ? Ừ. Cày sâu cuốc bẩm là tôi nói về cái công việc của người nhà nông. Còn cái câu này á là ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa. Cày sâu tốt lúa. Đúng không? Là câu thành ngữ nói về cái việc làm đồng như việc ăn. Ăn kỹ, chậm, nhai từ từ, nuốt đừng vội vàng. Thì nó lâu, cày sâu. Tức là khi mình cày lúa kỹ thì kết quả là thì kết quả là lúa sẽ tốt. Dạ, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy giáo ạ. Câu tiếp theo dễ luôn. Lớp mấy anh? Câu này đọc sinh lớp mấy anh? Câu này ai cũng trả lời được. Câu gì không ăn được? Cái gì anh? Câu hỏi. Câu. Câu. Không phải là câu. À, câu hả anh? Câu có. Lên. Hay quá. Câu. 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 Nghe thành rau. Câu.
dễ luôn. Lớp mấy anh? Không cần lớp nào vẫn trả lời được. Đây đối chữ thôi mà. Bạn khoan anh ơi, anh cho em ngừng lại cái Ngọc Phước. Em có thể chơi chương trình với một tâm thế bình thường, em đừng như ra pháp trường được không? Không, em sợ. Kệ em đó. Thác tên gì nghe tựa chim bao? Quá dễ. Thác gì nghe tựa chim bao? À, thác... thác bốn chữ hả anh? Bè ơi. Thác gì mà nghe tựa chim bao đối chữ á? Đúng chim rồi, đúng bao. Rồi. Thác mơ. Lên. Bé đã trả lời, nhiều khi nó không biết thác mơ nằm đâu. Thì có em cũng biết thác mơ em nằm đâu. Em cũng biết thác mơ nằm đâu anh. Nani? Cái đường mình đi Đà Lạt đó. Là thác mơ hả? Ừ. Em biết thác Nhan Điền à. Cái này dễ luôn. Kể tên hai từ ghép có chữ thiên. Nhưng chữ thiên ở đây không có nghĩa là trời. Ví dụ thiên ý là ý trời là không được. Vì chúng tôi không chấp nhận cái chữ thiên có mang ý nghĩa về trời. Dạ. Thiên khác. Quá dễ. Đi ra đi. Ôi trời. Thiên nhiên. Thiên chữ thiên là có nghĩa là 1000 đó. Thiên trời ơi nè, đi thiên, ra đi. Thiên phù. Thiên phù là thiên gì? Phú. Thiên phú là thông minh. Thiên phú anh có sẵn là trời rồi. Cho đó. Thiên phú à, cũng là trời đúng. Cho cái đó, đó. Giả bộ nói vậy thôi anh. Ví dụ thiên nếm nếm. Thiên nếm nếm. Thiên nếm nếm. Thiên thôi xuống nè anh ơi. Chữ thiên từ ghép mà không mang nghĩa trời là thiên niên kỷ nè. Thiên vị. Anh ơi, thiên thu à. Có đúng không? Thiên thu chính xác. Thiên thu là ngàn năm á. Thiên thu nghĩa là ngàn thu vĩnh biệt đó. Rồi thiên lý nhãn là nhìn xa vạn dặm. Thiên niên kỷ. Thiên niên kỷ là ngàn năm. Thiên thu là ngàn thu, dùng cho cái việc đau buồn. Từ thiên hạ có nghĩa là gì? Dạ, thiên hạ là... đơn giản thôi em. Thiên hạ là thiên hạ là đất nước. Thiên hạ này là của ta. Đó. Em thấy trong phim nó nói vậy đó anh. Tức là đất nước này là của ta. Mấy người là của ta. Đó đó. Không, chính xác. Thực ra cái từ Hán Việt mình phải biết chứ còn không thiên biết. Thiên là trời. Thiên là trời. Hạ là dưới. Nghĩa là dưới trời. Tức là ở trong phim hãy coi. Làm sao giữ được thiên hạ là do chúng ta. Phải biết cách sống hay gì đó. Thiên hạ là của ta, giống như em nói. Thì dưới trời tất cả còn lại là của ta. Đó, đất nước rồi đó anh. Đất ở dưới, nước cũng dưới luôn. Thôi sai rồi, khi nói về mấy cái chữ này là phải dịch đúng nghĩa. Thì cái kết quả là gì anh? Đúng dưới hả? Trời. Dưới trời. Tức là ngoài ông trời ra thì còn lại là thiên hạ. Là dưới trời. Đó. Vì đó sao đó. Xe đạp dễ nổ lốp vào mùa hè? Nóng. Hết giờ. Thôi thì lần đầu tiên như vậy là cũng hay rồi. Ba đáp án liên tiếp, chúc mừng. Và lần đầu tiên đến với chương trình mang về con số 3 không phải là quá tệ, dù không cao. Mọi sự chờ đợi chúng ta chào đón đang bước vô mà đi rất là thông thả nha quý vị. Đi như cách quốc vậy đó. Trương Mỹ Nhân. Sao rồi Phước ơi? 8 câu. 8 câu á? 8 câu á? Phước ơi 20 triệu rồi. Ủa Phước? Vậy là sao 8 câu sau 20 triệu được? Em đâu có dễ bị lười đâu. 3 câu. 3 câu. Dạ, mà khó hay dễ vậy ạ? Dễ. Lên. Trương Mỹ Nhân đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Cái gì không giữ nghĩa là phá bỏ? Cái gì không giữ nghĩa là phá bỏ? Mình có 2 phút chứ mà mình có 2 tiếng em. Tình yêu. Tình yêu. Tình yêu. Không chính xác. Cái gì vậy ạ? Đáp án là lời hứa, lời thề. Câu hỏi tiếp theo nha. Nó có tận 3 lỗ chui ra nhưng chỉ có 1 lỗ chui vào, nó là gì? 3 lỗ chui ra, 1 lỗ chui vào á. Đúng rồi. Ôi tội con bé quá. 3 lỗ chui ra, mình. 1 lỗ chui vào. Tại vì trời gì vậy? Gì vậy? 3 lỗ chui ra, 1 lỗ chui vào. Nó đó, các em đang nghĩ ra nó đó. Cái đó đó. Em không nghĩ ra được cái gì luôn á mọi người. Thì nó đó. Nó cho một cái đại đi. Cái máy uống tóc. Không chính xác nha. Không chính xác. Tại vì đáp án là cái áo thun. Rồi câu hỏi tiếp theo. Hồ gì bồng bềnh trôi dạt giữa trời? Cái gì ạ? Hồ gì bồng bềnh trôi dạt giữa trời? Hồ gì bồng bềnh trôi dạt giữa trời? Hồ mây. Chính xác. Trời ơi má ơi mừng quá, dù sao có 1 câu. 100 tấm ván, 1 vạn thằng quân. Thằng nào cởi trần thì lăn xuống hố. Thằng nào đóng khố thì ở trên bờ là làm gì?
Làm gì trời? Cây bông là cây bông bàng, kêu xì à kêu sàng. Chị đọc lại giùm em nữa được không? Em đang không hiểu luôn á. 100 tấm ván, 100 tấm ván quân. Một ván hồng quân gì? Thằng nào cởi trần thì lăn xuống hố. Thằng nào đóng hố thì ở trên bờ là làm gì? Ở trên bờ rải lúa hả? Cái gì em không biết tên là cái gì nhưng mà xuống nó là cưng. Rải lúa đúng không? Rải lúa gì đây? Nó là gì ta? Đáp án là sàng gạo. À sàng gạo. Gạo, sàng lúa, gạo. Em biết cái đó thôi nhưng mà không nhớ tên là gì. Ờ, bé nó sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh mà con nhà giàu cũng đâu có biết đó. Câu tiếp theo. Cá gì uống nước vô là ho và phun nước? Cá gì uống vô là ho và phun nước? Cá sặc. Chính xác. Mấy câu này thì em biết rồi, mấy câu khó thôi không biết đâu. Điền vào chỗ trống, ăn kỹ no lâu, cày sâu chấm chấm chấm. Cuốc bẩm. Không chính xác. Nhiều người em thấy nhiều người trả lời đáp án này lắm luôn á. Đáp án là tốt lúa. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cao gì không ăn được? Cao. Cao gì? Cao, cao gì không ăn được? Cao. 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 A-U á. A-U. A-U. Cao. Cao mày. Cao mày. Cao mày là nhíu mày đó. Được. Chính xác. Trời ơi. Thác tên gì nghe tựa chim bao? Thác gì nghe tựa chim bao? À, thác mộng, thác mơ. Đừng nói thác mộng du tôi xỉu á. Thác mơ, chị thác mộng mơ gì á. Thác đáp mộng mơ. Tự tin lên. Thác mộng mơ. Không chính xác. Không chính xác. Đáp án là thác mơ. Cái đầu ông trả lời đúng rồi Nhân. Ờ, thác mộng mơ cũng được đó anh. Thác mơ, chứ là chưa có thác nào thác mộng mơ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Kể tên hai từ ghép có chữ thiên, nhưng thiên ở đây không có nghĩa là trời. À, thiên bẩm, thiên bảo. Ví dụ nè, thiên phú là không được. Ngàn năm thương hoài, một bó thầy ngon. Em là gánh nặng của đội thiệt chứ. Dễ quá bà Tăng. 1000 năm gọi là gì? Ờ, thiên kỷ. Thiên niên kỷ. Thiên niên kỷ. Rồi, hết thời gian. Ôi em ngáo ngơ thôi. Kính thưa quý vị, do bị áp lực nhiều quá lần đầu tiên chơi cho nên Mỹ Nhân đúng đáp án liên tiếp một câu. Hiện tại đội chúng ta đang thắng 1-0. Thầy quá mặt thuốc ơi. Em lên nha. Dễ hơn cho bé Trang lên chứ. Trời ơi, không có được không? Vậy đi. Khoan, để coi khúc sau dễ hơn không. Thôi em lên cho. Em lên cho. Mọi người ở đây mọi người trả lời được. Khúc sau dễ hơn khúc này. Ủa gì hả? Em sao lên. Mà mới là gì nè. Mọi người ơi, em dòng em sau á. Hả? Dòng sau á. Em lên đi. Thì vòng sau dễ hơn. Vậy mà là Dương Thanh Vàng với Lily Lê, lên. Hả? Lên. Em hả? Ừ. Linh Lì. Mời Linh Lì. Trời đất ơi. Rồi, ai lên trước ạ? Bây giờ Linh sao? Linh muốn vào trong nghỉ ngơi hay là em sao cũng được, bởi vì kiểu gì em cũng sẽ không trả lời được nhiều. Thôi Vàng nhường Linh lên trước đi. Tùy Linh, tùy Linh. Hãy chọn giờ. Em chưa? Đúng rồi, lên. Để em bù đắp lại cho em đi. Đây là lần thứ mấy mình tham gia chương trình? Dạ, đây là lần thứ hai ạ. Linh Ly, hát một đoạn gì đó nghe chơi. Anh lại bài em hát rồi. Anh thích bài gì không cần phải của em. Nếu em biết em sẽ hát tặng anh và tất cả các khán giả trong chương trình. Giả thử gì bạn? Em hát mấy câu nhá. Vâng. Tự dưng là không nhớ đâu đấy. Giả từ. À cái gì nhá anh nhỉ? Dĩ vãng quê lưng. Dĩ vãng quê lưng còn vương chi kiếp tội tình. Giã từ dĩ vãng xa. Anh hát cùng em đi. Ừ, anh gieo sầu vương lan ai. Giã từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Giã từ. Giã từ dĩ vãng chẳng còn chi nữa. Bỏ tay. Em nghe nó vẻ quằn quại quá anh nhờ. Khỏe chưa, khỏe chưa? Em đỡ rồi. 2 phút dành cho Lily. Go!
Đố chữ. Cường mạnh khỏe thì gọi là cường gì? Cường mạnh khỏe. Đố chữ là cái chữ ghép lại là phải có ý nghĩa nha mọi người. Là cường song song nghĩa. Cường tráng lên. Được luôn nãy. Cái câu hỏi tiếp theo, chúng tôi đã khảo sát trên 100 bé mẫu giáo. Và bé nào cũng nói yeah yeah. Vì mẫu giáo chưa biết nói nhiều. Ô nào không dùng để che mà dùng để chơi? Ô ấy à? Quá dễ. Ô nào không dùng để che mà dùng để chơi? Ô quan. Ô gì? Ô quan. Chơi ô quan ấy à? Lên. Trời ơi. Cho hay duyên nợ ở trời, vợ chồng một khắc không rời xa nhau, đố là con gì? Đố là cái gì ạ? Con gì? Con gì? Cho hay duyên nợ ở trời, vợ chồng một khắc không rời xa nhau, vợ chồng mà cứ dính vào hoài gọi là gì? Con gì? Con Sam à? Lên. Nhìn nhau như Sam ấy đúng không? Đúng rồi. Đúng luôn hả? À, câu đố chữ này rất dễ luôn nè. Phương thích mặc đồ đẹp, hợp thời trang thì gọi là Phương. Phương ạ? Phương thích mặc đồ đẹp, hợp thời trang thì gọi là Phương gì? Phương. Phương gì mà cái chữ đấy phải có nghĩa nhá. Phương diện ạ? Lên. Tức là mặc đồ đẹp làm thể diện lên. Mà bà chữ phương diện là nó có ý nghĩa của nó. Phương diện. Trời thiệt là thông minh quá đi. Đọc sách giúp chúng ta đỡ gì? Đọc sách hả? Đỡ đỡ dốt à? Gần đúng. Đọc sách đỡ đỡ đau đầu, đỡ sầu. Không chính xác. Ai biết? Đọc sách đỡ đần hả anh? Đúng rồi. Đần với đỡ đần thứ à. Nhưng mà cái chữ đỡ đần á, nó đứng riêng nó có nghĩa là đỡ đần công việc với nhau đó. Ơi, buồn. Đỡ đần. Cơ quan nào có nhiều nhiệm vụ nhất trong cơ thể? Cơ quan nào ấy ạ? Dạ dày, phổi, tim, gan, phèo. Em liệt kê hết thì mà chết à? Trong những gì vừa nói có một cái. Một cái lên hả? Gan. Chính xác. Gan. Tôm không ở dưới sông gọi là tôm gì? Tôm đất à? Từ từ nha anh nhá. Tôm không ở dưới sông. Tôm ở dưới sông thì nó ở đâu? Trên cạn, tôm cạn à? Thôi em cứ chốt đi. Tôm gì? Tôm cạn. Không, chính xác. Tôm cạn là gì? Biết là nó không ở dưới sông thì nó trên cạn thôi ạ. Rau hùm là con gì? Con cọp. Vậy thì tôm gì? Tôm hùm à? Ờ, nó sống trong rừng á. Ô thế à, tôm hùm ấy ạ? Hùm là cọp cọp ở trên rừng á. Ồ. Hiểu không? Đố chữ mà. À thế ạ. Không ở dưới sông. Tôm tôm đất được không? Tôm đất ở dưới sông chứ ở dưới đâu? Tôm đất ở dưới đất. Tiếp theo, tôm hay đội nón gọi là tôm gì? Trời. Này tôm tiếp vậy. Quá dễ luôn, tôm hay đội nón gọi là tôm gì? Đố chữ mà. Nón tôm, gọi là gì? Tôm mũ à. Tôm mũ gì? Tôm nón. Không chính xác. Mũ ni, tôm mũ ni á. Tôm mũ ni mà không biết, hay gọi là tôm vỗ đó. Em không biết. Trời ơi, cái này mà không biết nữa thì thôi luôn. Chúng tôi đã khảo sát, thôi không khảo sát nữa, mệt. Quốc gia nào là quê hương của ông già Noel? Thổ Nhĩ Kỳ à? Hay là Nga nhỉ? Hay là cái gì nhỉ? Trả lời, 2, 3. Anh. Không chính xác. Ai biết? Phần Lan, Phần Lan. Đúng rồi. Phần Lan à? Phần Lan. Dễ quá mà. Đây là câu đối chữ. Yêu và kết hôn với người nước ngoài thì gọi là gì? Yêu và kết hôn với người nước ngoài ạ? Lấy người nước ngoài. Ờ... khó thế ạ. Yêu kiều hả? Việt kiều ạ. Thử thích nè, nước ngoài là trong hay ngoài? Ngoài. Nước ngoài là ngoài. Ngoài ạ. Ngoài là không phải là trong, đúng chưa? Hả? Tình yêu. Yêu. Kết vô, ngoại tình. Trời ơi. Đố chữ mà. Đố chữ gì thôi vậy trời. Thưa quý vị, là Linh Ly hôm nay mang về 4 đáp án liên tiếp, xin chúc mừng. Chị ông nổi Dư Thanh Vàng đó. Chúng ta gặp gỡ lại Dư Thanh Vàng. Vô rồi, vô rồi. Quên. 4 câu à, dễ ẹt à. 4 câu. Dễ ẹt à. Không anh ơi, 4 câu đối với em là một cái... Thôi thôi thôi, lên. Anh lên. Lên. Kính thưa quý vị, Dương Thanh Vàng đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thường là khi trước khi đọc câu hỏi là mình hay nói chuyện với cái người chơi lắm. Mà Harry đây không nói chuyện với Thanh Vàng đâu, không biết sao. Tại vì em rất là có gì đó, một cái niềm tin là hôm nay Vàng có thể trả lời được nhiều đáp án. Anh cũng nghĩ vậy.
Cho nên em muốn là hỏi liền luôn để... Không chị ơi mà đừng có chị kỳ tin vọng. Em chị tin em, chị rất là tin em quá. Tại vì những cái mà mọi người biết á, có thể là em sẽ không biết đâu nha. Như thế này. Dạ. Hãy tự tin lên, người yêu mình đang xem mình đó. Đúng rồi. Dạ. Câu hỏi bắt đầu. Cường mạnh khỏe thì gọi là cường gì? Đố chữ đó. Cường mạnh khỏe gọi là cường gì? Mạnh, cường, mạnh, khỏe. Trời, tự nhiên quên ngang rồi. Cường gì đó nha. Mình cứ phân tích về cái chữ cường gì thì nó lòi ra ạ. Từ từ nha chị. Ok. Cường mạnh khỏe là cường công, cường... Phân tích mà cái gì đâu. Cường công là phân tích mà. Đúng rồi. Cường công có ý nghĩa gì trời? Cường công là cái nghĩa gì? Công bị thủ lực. Cường... cường lực. Chính xác. Rồi. Ô nào không dùng để che mà chỉ dùng để chơi? Đố chữ. Ô ăn quan. Chính xác. Dễ không? Dễ không? Dễ. Dị hoài nha chị, dị hoài nha. Rồi. Cho hai duyên nợ ở trời, vợ chồng một khác, không rời xa nhau, đố là con gì? Cho. Để anh giải thích cho dễ hiểu nè. Hai chồng dính nhau hoài á. Con Sam. Chính xác. Ở nhiều khi á, phải thông cảm với người Hàn Quốc, họ không hiểu về cái kiểu đó đó. Cho dạ, họ, dạ. Cái kiểu đó. Chứ không phải là họ đọc không hiểu. Em nghĩ là sống chung với một người Việt Nam mà nói rất nhiều và... Trời, đừng đụng gia đình ta. Dạ, nói ta. Không? Nói đi, em nói tiếp đi. Em giỏi thì cứ nói đi để chị nghe nè. Chị bận một chị mặc một chiếc váy màu đồng. Màu đồng rất là đẹp, rất là trang nhã, thanh lịch, thanh tao. Ngày hôm nay chị cũng trang điểm một lớp make up rất là chuốt tóc chi ạ. Không có khen tóc. Em nói tiếp đi. Dạ không, mời chị, em khen chị thôi. Rồi, ok. Phương thích mặc đồ đẹp, hợp thời trang thì gọi là Phương gì? Phương Diện. Chính xác. Em có một câu nữa thôi, em một câu nữa thôi. Câu này là đội em đã biết rồi đó. Rồi. Không biết là em có biết không thôi nha. Đọc sách giúp chúng ta đỡ gì? Đó chữ luôn đó. Ghép chữ đỡ đó đó với chữ gì á? À, chữ điểm đâu có MC rồi ạ. Dạ. Đỡ, đọc sách giúp chúng ta. Em liệt kê ra trước đi. Đọc sách giúp chúng ta đỡ gì? Từ từ nha. Đỡ đần. Đáp án là đỡ đần. Chính xác. Mọi người đợi em cái. Số 10. Chờ anh tới với em đi. Ok. Rồi. Tiếp theo nha. Cơ quan nào có nhiều nhiệm vụ nhất trong cơ thể? Số 10 trả lời. Còn khuya. Cơ quan có nhiều nhiệm vụ nhất trong cơ thể. Đây là một câu đố kiến thức đúng không chị? Kiến thức. Em liệt kê. Não vận động rất nhiều. Tim có nhiều nhiệm vụ nhất đó chị. Khoảng chừng 100 công việc lớn nhỏ khác nhau. Dữ vậy, tay chân thì không phải rồi. Cái này em ngứa đầu chứ em gãi chứ không có nhắc nha. Bộ não. Đáp án của em là tay chân hả ta? Hết giờ. Đã đi vàng. Trong cơ thể nha, trong cơ thể. Đúng rồi. Nội tạng nè. Tim, gan, phèo, phổi. Tim hay gan? Gan. Chính xác. Cái này khó mà. Tôm không ở dưới sông gọi là tôm gì? Tôm không ở dưới sông. Không ở dưới sông hay không ở dưới nước à? Sông. Tôm không ở dưới sông là tôm ở dưới biển. Tiếp. Tôm ở dưới biển có rất là nhiều tôm. Tôm hùm, tôm hủ ni, tôm hùm. Chính xác. Hết thời gian rồi. Xin mời. Thực ra cái câu này á, em trả lời đúng nhưng mà em phân tích là nó chưa đúng với cái chương trình. Dạ. Tôm không ở dưới sông là ở trên rừng. Mà rừng là hùm là con gì? Con cọp. Đó. Ủa là đố chữ. Đà. Kính thưa quý vị, Dương Thanh Đàn đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Xin chúc mừng. Ủa vậy bây giờ em cần thi không ta? Còn chứ, mới có 2-0 mà, 3-0 mới thắng. Trời ơi chị ơi, bây giờ 3 câu tiếp theo người ta đúng hết là mình thua đó chị. Trời tỉnh táo lên Trang. Tỉnh táo lên. Ok. Nếu bây giờ mình 3-0 là mình thắng. Vậy là không cần thi nữa. Chưa, 3-0 là mình thắng là mình vào trong, là đội này về.
Còn nếu mình 2-1 là người ta bắt kịp, 2-2 là có khả năng mình thua, đừng đùa. Bây giờ Sĩ Thanh, thưa quý vị, sẽ là người gánh team. À, chà chà. Sẽ là người from zero to hero. Cố lên chị, em xin chị. Ôi, ôi em áp lực quá anh, yeah, làm được áp lực quá. Lên. Trời ơi, anh có nhớ 2 mùa trước là lần nào em chỉ trả lời được có 3 câu thôi đó. Thì bây giờ mình cứ giữ đúng kỷ lục đó thôi, kỷ lục đó thôi. Ok, em sẽ ráng. Ai lên trước ạ? Em. Rồi, đồng ý không? Ok. Lên. Ôi, run rẩy quá, còn đây con gánh tim nữa. À, nếu mà em có thua thì mọi người, hai cô gái ơi. Hello, hello, hello. À dạ. À, nếu mà chị có thua thì vui vẻ và già nha. Không, bây giờ là thua rồi mà. Ok, ok. Ồ, xác định luôn kìa, hành mại vui lên thua kìa. 2 phút dành cho Sĩ Thanh, bắt đầu. Quá dễ. Đố chữ, yêu đến lần thứ tư gọi là tình gì? Tư là 4. Nói gì nữa? Tư là gì nữa? Tư tình là tình nhiều khi không mà có. Thứ tư. Hát sai tâm nha. Tình cũ, tình buồn. Yêu tới lần thứ tư. Yêu tới tình thứ tư. Tứ. Trả lời. Yêu tứ. Yêu tứ không chính xác. Tứ. Tình tứ. Ủa chứ tư tình cũng được mà. Nếu mà tư tình cũng tạm chấp nhận. Còn tình tứ là chắc chắn là chính xác. Trời. Anh đã nhắc là yêu tới lần thứ tư là tình gì rồi? Tình gì? Ok. Không lẽ tình 4? Ok, ok, em xin lỗi. Em phải tập trung vô okay. những câu anh nói. Yêu từ thời đi học gọi là gì? Yêu từ thời đi học. Quá dễ. Học. Học ở đâu? Ở trường. Trường. Tình. Tình trường. Lên. Ôi, trời ơi, sao lại là không mà cùng đội mà nhắc qua nhắc lại vậy? Tại sao vậy Vàng ơi? Người ta đội tôi thủ mà. Thi đẹp là vậy à? Gái đẹp là như vậy á. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nha. Cứ phát khoe vậy đó. Ủa? Ủa cái gì? Đang là thắng thì thấy cảnh. Dạ nói cho mấy gái gì vậy? Có. Bình tĩnh lại. Tự nhiên bấn loạn ngang với bộ neo à. Đi đây. Tôm gì có màu đỏ cam? Tôm có là màu đỏ cam, nhiều con tôm lắm à. Tôm hùm, tôm đất. Trời ơi. Vàng. Trả lời đi. Tôm càng. Có tôm càng không anh? Có con tôm càng. Có con tôm càng. Tôm càng. Tôm càng. Không, chính xác. Con tôm gì? Tôm luộc. Trời ơi. Chẳng lẽ phải luộc lên. Tôm gì không thể bơi? Con tôm gì cũng bơi được mà. Không thể. Không thể. Và chưa từng. Tôm gì chưa từng? Chưa từng. Và không biết bơi. Tôm tích. Tôm tích, biết nha. Không chính xác nha. Tôm viên chiên á. Ừ, nó bột không à. Bột không à. Hành trồng ở dưới thấp thì gọi là hành gì? Đối chữ. Hành trồng ở dưới thấp. Hành hạ. Lên. Hành không trồng ở nước ta gọi là hành gì? Đối chữ luôn á. Hành không ở trong nước ta, hành ngoài, hành trong, hành không có trồng ở nước ta. Không có trồng nước ta. Đối chữ thôi. Hành kia, hành hơn. Hành hung được không? Không chính xác. Hành tây. Hành tây. Trời ơi, ba cái hành tây. Đã nói là ở bên kia rồi. Kia là bên tay đó. Em rất muốn nhắc luôn nhưng mà Phước nó không cho. Phước nó quýnh quá. Nguyên đáng là phiên âm từ tiếng Hán có nghĩa là gì? Câu này khó. Phiên âm của à. Phiên âm của gì anh lập từ lại? Từ tiếng Hán có nghĩa là gì? Nguyên đáng nghĩa là gì? Tết. Nguyên lập. Không chính xác. Chứ em chưa trả lời mà. À, không biết đâu. Không. Rồi, chính okay. xác. Cái này khó. Cho qua câu luôn. Có nghĩa là buổi sáng đầu tiên. Hả? Thật đấy. Wow. Ở dưới này biết không? Tục lệ lì xì có ý nghĩa sâu xa gì đối với trẻ em? Thật nhiều may mắn.
lên. Sâu ghê á, ý nghĩa nó sâu ghê á. Động vật nào sống trên mặt đất có thời gian mang thai dài nhất? Lâu lắm. Lâu lắm hả? Ừ, 2 năm trời lận. Trời con gì ghê vậy? Bự lắm. Cá voi trên mặt đất. Cá voi. Cá voi. Cá voi sống mặt đất hả? Con voi. Thiệt đó anh. Con voi nó đẻ ban đầu tới 2 năm. 3 tháng nó mới đẻ. Hả? Ừ. 3 năm, 2 năm. 23 tháng, gần 2 năm đó. Không có sự liên tiếp quý vị ạ. À. Một câu. Một câu lên xuống và khả năng ra về rất cao ạ. Cuộc tình nào cũng gay đắng trước khi gục ngã hơi em. Trang ơi, nhanh lên để mấy bạn còn lấy xe về. Bác bảo vệ đang đợi. Em được có một câu à chị? Tâm trạng tôi dễ lắm mà. Không cần trang xin lên thẳng luôn. Kính thưa quý vị, Thùy Trang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Yêu đến lần thứ tư gọi là tình gì? Đố chữ đó. Đố chữ nha. Từ từ liệt kê nha. Đơn phương, đơn phương. Trời ơi, lần thứ tư hả? Yêu đến lần thứ tư. Yêu đến lần thứ tư. Thôi, chương trình tôi có MC ạ. À? Chương trình tôi có hẳn 2 MC cơ. Tình tứ. Chính xác. Anh định tặng bài rap cho Chia Gia Gia vô. Rồi. Yêu từ thời đi học gọi là gì? Quá dễ ha. Thật sự là rất dễ luôn á. Tình qua tình do tình đầu hả? Dễ mà, cái chữ ghép vào nó phải có nghĩa riêng của nó chứ. Tự nhiên là tình đầu đúng không? Tình đầu không chính xác. Thời đi học. Đi học ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Trên trường. Đó. Trời ơi. Dễ như thế. Rồi, có lên. Tôm gì có màu đỏ cam? Thì như tôm nào nó cũng màu đỏ cam phải không ta? Chà, bắt đầu giống à. Ngang ngửa à. Tôm gì vậy đâu? Nhẹ nhàng bình thường. Cái này cũng là ghép chữ phải không ạ? Không ghép chữ. Đố. Khi nào ghép chữ, khi nào đố chữ thì người ta báo. Đố mẹo. Đây là đố mẹo. Tôm luộc. Chính xác. Chúng tôi đề nghị hai bạn không nói gì thêm nữa. Chỉ nữa được cười trên môi. Đó, giờ thôi quay vô khán nha. Rồi, tiếp theo. Tôm gì không thể bơi? Tôm gì không thể bơi? À, tôm và Rari. Tôm và Rari. Nó không thể bơi luôn, là sinh ra nó không thể bơi á. Đúng rồi. Bà Bảy mới sinh ra nó không thể bơi. Sinh ra. Bà Bảy. Bà Bảy mà chính mà sinh ra là không thể bơi. Bà Bảy chính sinh ra không bơi được. Tôm đất. Trời, không chính xác. Nó là tôm gì vậy? Dạ. Tôm biên chiên. Nó bằng bột. Trời ơi, số 2 mới lên được luôn trời. Không, em lên được từ từ. Rồi, cái này được, cái này được. Này được. Hành trồng ở dưới thấp thì gọi là hành. Hành hạ. Chính xác. Rồi. Tới rồi. Hành không trồng ở nước ta gọi là hành gì? Dừng lại, cho tôi hát một bài hát. Yes. Cô dấu nước mắt lần thầm nhìn nhau ngay nói lòng. Biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Ok. Go. Ok. Nguyên đán là phiên âm từ tiếng Hán có nghĩa là gì? Mời chị xuống trả lời nhanh qua câu khác. Không thể trả lời được đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Rồi, không biết qua rồi. Đi ha. Khó lắm, trả lời lại đi. Rồi, nguyên đán là cái gì cũng được. Năm mới đi, vậy đi. Ok, không chính xác. Yes. Đáp án là buổi sáng đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo. Tục lệ lì xì có ý nghĩa sâu xa gì đối với trẻ em? À, thường thường mà lì xì trẻ em thì hay nói là ăn mau chóng lớn, học giỏi. Thì giống như là may mắn hả? À? Chính xác. Ủa, ăn mau chóng lớn với may mắn có liên quan gì anh? Anh cũng hiểu luôn. Động vật nào sống trên mặt đất có thời gian mang thai dài nhất? Cá voi. Cá voi. Cá voi. Đất, trên đất á. Con trâu. À không, con voi. Chính xác. Trong bài về rồi hết thời gian. Sao dạo này nhiều bạn nghĩ con cá voi có chân đâu. Kính thưa quý vị, như vậy là Thùy Trang đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Trời ơi, chưa đủ hả? Hôm nay là một ngày
Buồn. Buồn. Vì sao buồn? Thua. Thua của hành tây. Hành tây, đúng rồi. Đúng rồi. Hành tây, hành lá. Hành tây, hành lá, hành hạ. Chúng ta đã về với 12 triệu đồng tiền thưởng. Còn chúng ta là những người hạng hiện đang cầm trong tay một tấm vé vào vòng trong. Dạ. Và đang có một số tiền 18 triệu em biết rồi. Nhưng đừng mong tiền đó, mình phải mong cái tiền ở vòng đặc 60 biệt 60 triệu, và em cố lên và. Ủa, tự nhiên cái một vòng vàng em cố lên vàng. Nói với em đi trời. Rồi, mời tất cả bước vào vòng đặc biệt. Quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. MC chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút là các bạn có thể lấy được 60 triệu đồng. Theo sự đánh giá của tôi, thưa các anh chị, là câu khó nhưng không có nghĩa là không thể, chỉ có là thời gian nó gấp thôi. Đó. Trong vòng 60 giây, kể tên 20 loại trái cây. Một hạt vô. À, chút chút. Xoài. Mận. Mận Hà Nội. Đào. Cóc. Sầu riêng. Từ từ bình thường, bình thường. Một muối, một hộp. Cà na. Nhà hát. Vải. Sấu. Trái hồng. Trái trái đào rồi trái cam chứ mình. Trời mà mít hả? Bảy. Rồi qua làm tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Bưởi, nho mới một hạt, cam, cóc, sầu riêng, miền Nam, trái miền Nam, trái miền Bắc, trái nước ngoài. Cherry. Từ. Thanh long, thanh long. Bảy. Tiếp. Cherry, thơm, hồng, sim, đào, mãng cầu, thanh long, cúc, cà na. Cà na. Rồi. Cà na rồi hả? Mình. Trái nhãn, trái. Nhãn rồi, nhãn rồi, vải rồi, chôm chôm rồi. Vải chôm chôm. Rồi. Thiệt á. Giờ. Chắc chắn là không đủ 20 trái rồi đó. 60 giây đã trôi qua và chúng ta chỉ mang về 10 đáp án. Đủ nhiều vậy. Không mà nói gì thì nói chứ nó khó thiệt anh ơi. Một hạt kim khó. Bây giờ nè, hồi nãy giờ có nghĩ thêm trái gì một hạt chưa? Em không nghĩ ra luôn. Không nghĩ ra được nữa anh à. Tức là tại vì cái này á, trong thời gian gấp quá cái rồi mình bị rối. Có thể ngồi liệt kê ra thì mình liệt kê ra. Ở nhà em đã từng xem câu này ở chương trình này một lần rồi. Và em nói trời sao lúc nó dễ quá trời ơi, sao mà trả lời không được. Lên đây trả lời ít hơn ta luôn á. Cái gì nữa. 18 triệu đồng ra về. Hứa khi trang lần đầu tiên đến với chương trình đúng không? Lần đầu tiên đến với chương trình mà vô vòng trong là dữ dội rồi. Có duyên thành vàng là anh biết chắc thắng rồi. Vàng hay lắm, thiệt. Ê, hồi này vàng vô cái là em thấy ê, không còn giao luôn, cho vô luôn. Ủa, nói đi vậy luôn các bạn. Cảm giác nó như vậy. Thật ra là tại vì anh muốn, hồi nãy là anh muốn thật là để cho Trang cái vòng cuối cho nó đơn giản hơn tí. Chứ cái vòng cuối mà để cho êm là ngon. 10 câu không chừng, thiệt. Chỉ có lúc mà nguyên đáng là hơi mệt thôi. Không nguyên đáng thật sự là em cũng không biết. Mà em cũng có học rất là nhiều cái từ ngữ về Hán Việt. Hán Việt mà, em nghĩ là từ nguyên đáng là một từ rất là dễ. Cho nên không lúc nào để ý nó chứ. Thì đúng vậy, đúng vậy. Và thưa quý vị thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Cảm ơn điện máy Chợ Lớn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hãy kể ba nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về tài chính. Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa. Đúng hợp lý. Đúng hợp lý. Gì có tài chính gì anh? Mạc luôn mà tài chính gì? Nước nào lạnh nhất? Hình như em đang hơi căng thẳng thì phải. Quá căng thẳng chứ hơi đâu. Đố chữ đó nha. Quốc gia nha. Em gọi anh Trường Giang hỏi em mừng quá. Ari có nghe gì không? Không. Dạ em chưa. Anh Giang đọc cho em mừng quá.
Không không, em không nói gì hết. Em, nói em gì gặp vậy anh luôn Giang hả? Em mừng. Ủa thế gặp chị thì không mừng à? Có đâu, gặp ai cũng mừng hết. Ok, để xem. Khéo đấy, khéo đấy.